thuyết trình về nhóm khách hàng chủ động, có nghĩa là tình huống đưa ra là khách hàng có một cái TV bị lỗi, là cụ thể là bị lỗi màn hình, thì khách hàng gọi lên hỏi giá sửa chữa, rồi sau đó bên em tư vấn cái giá hàng màn hình, thì khách hàng mới có nhu cầu là muốn mua TV mới, thì em sẽ tư vấn về chương trình sale loyalty của bên mình, rồi sau đó là em sẽ hỏi về giá, rồi giới thiệu model, rồi sau đó tiến hành đặt hàng cho khách hàng luôn. Bây giờ cái TV mới chị thấy giá như nó cũng gần như vậy mà đúng không? Dạ, chị ơi thì giờ để chị thì em thấy cái giá này á, giá thay màn hình này nó cũng khá là cao, thì nếu mà mình đồ mình có thể mình cân nhắc mình mua tham khảo mua cái TV mới, thì hiện tại em kiểm tra cái giá TV 43 inch của bên em mà dòng OLED là dòng TV cao cấp bên em á chị, đó là hiện tại đó là giá nó chỉ tầm khoảng là giá bên em đưa ra là khoảng 12.900, nhưng mà bên em đang có cái chương trình gọi là tri ân khách hàng á, thì nếu mà mình mua thì nó sẽ được giảm giá, thì nó còn có 91 thôi chị. Có làm sao em rồi làm sao chị mua? Dạ thì nếu mà chị đồng ý á, thì sau khi kết thúc cuộc gọi này em sẽ gửi cho mình một cái mã, có một cái tin nhắn trong đó có chứa cái đường dẫn đến trang mua hàng của Samsung và một cái mã giảm giá chiết khấu lên đến 50% tùy vào model, thì mình sẽ truy cập vào cái đường dẫn bên em gửi á, sau đó là mình chọn sản phẩm và tiến hành đặt hàng á chị. Chị sử dụng điện thoại chấm đen và em đặt cho chị được. Dạ nếu mà như vậy á, thì mình chờ em trong giây lát nha. Thì hiện tại á, là em tham khảo có một cái model là QA43Q63B á chị. Thì cái này là dòng TV 43 inch mà quy lét đó chị, thì nếu mà chị đồng ý thì em sẽ tiến hành đặt hàng cho mình luôn. Nhưng mà nếu mà chị chọn một hình thức là thanh toán bằng tiền mặt á, có nghĩa là khi nào mà giao hàng đới á, là mình mới thanh toán á, thì em sẽ hỗ trợ đặt hàng mình nhiều. Dạ em đã đặt hàng xong cho mình rồi chị, thì mình sẽ nhận được một cái tin nhắn là mã
hàng em bên em vừa mới gửi cho chị á, thì sau khi xuất kho thì bên em sẽ nhắn tin cho mình là mình đơn hàng đã xuất kho là giao cho nhà vận chuyển, thì trong vòng 1 đến 5 ngày sau á, mình sẽ nhận được hàng. Dạ, em coi em hỗ trợ em tin nào nữa không ạ? Dạ, khi nào có hỗ trợ thì chị gọi lại giúp em nha. Và sau khi kết thúc cuộc gọi thì em khảo sát cuộc gọi giúp em với mức độ hài lòng là từ 5 đến 1, với số 5 là rất hài lòng. Cảm ơn chị.